cầm cuốn này là hơi mệt nè, thấy không, tay tay nó nặng nè, thấy không? Dạ, đâu nè, tay nè, cái tay nó nặng xuống rồi nè. Nó đấm cho mình đỡ, ở bên đây mình đỡ gì, đỡ phải không nè, cái tay nó chọt xuống nó chặt nè, tay này đỡ phải không, chặt qua đây phải không, là cái tay này ém xuống nè, nó đứt xuống nè, nó đứt rẹt, nó đâm một cái chết mẹ luôn, chứ ở mà học tự về cầm con dao là phải linh hồn rồi. đâu phải nó đâm vậy đâu, nó đâm vậy để cho mình đỡ mà, thấy không? Vâng. Mày vừa đỡ cái tay là cái tay này nó chặn xuống là nó chọt rồi. Nó chọt vừa cái tay qua đây rồi là nó chọt rồi. Mày đưa cái chân nó đưa vậy luôn, nó đưa vậy luôn là làm sao mà chịu nổi với nó mà cứ nói tự vệ. Còn nếu mà cầm hai con vậy nữa là mày phải đi nồn luôn. Chú má cho con quay con dao mà. Để từ từ nó quay ra. Rồi, cẩn thận vào tay con. Nó chưa? Đâu? Đâu có, mày ở ngoài xa chứ để chịu đứt. Cái này đứt rồi. Thiệt á. Rồi, nó sắc lắm, cẩn thận. Chứ sao được rồi, rồi. Rồi, góc kia nó cầm ngược. Nào mà chịu cầm, nó chịu đâm rồi nó cầm cái cổ này. Cầm con dao khác gì, chỏ gối đâu chú ha, đánh. Đó, nó cầm cái vậy thì sao mà chịu nổi với nó. Mà cứ nói vậy tôi về không. Nó đưa hai giờ xin lỗi còn giá đái tổng tổng trong rồi. Đái mẹ trong rồi. Mà cứ nó tự về không. Ghê quá, ghê quá. Cái con dao này chưa có vải lên hồn. Nhưng mà thằng đó mà cầm dao về thì nó còn đỡ. Thằng nào nó cầm cái cuốn này đó buffet. Nó dao nhỏ nè. Đó nó cầm chỗ này nè. Cái tay nó bính cái tay này nè. Nó quýnh cho thấy. Nó đâm vậy đó, để cho mình đỡ nó. Đỡ rồi cái tay nó quẹt xuống đâm nè. Mình chụp cái tay này đưa qua để đâm. Để cho nó chọt bộ, nó đi hai tay chứ bộ nó đi một tay mà đỡ với nó. Chú bá mua bộ này để về để phân thế hả chú bá? Phân gì sao cầm, tao còn té đái trong quần mà đừng nói. Tao còn muốn cầm té đái mà kêu tao. Mày bị kêu tao phân thế phân cái gì? Kính thưa quý vị thì có ba con dao như vậy á, quay cái clip này lên cũng hơi nhạy cảm một chút, nhưng mà để diễn giải cho mọi người gặp nó chạy đi. Gặp những đối tượng mà cầm những dao dựa binh khí như vậy thì tốt nhất là cứ chạy nhanh nha. Chạy nhanh mà trốn kỹ nữa. Đúng rồi. Còn trong trường hợp mà không chạy nhanh được thì phải học ngay cái bài của thầy Mã Xuân Ba. Chạy tờ báo. Chứ đừng có tự vệ gì hết. Trời ơi, loạn một phát là đi cái gần rồi. Con dao như thế này là muốn chết rồi. Ôi giời ơi, con dao này sẹt đấy. Con dao này thì nó cúng luôn đấy. Đúng rồi. Mà cứ tự vệ quay. Mới đầu tư ba con này chú bác. Đầu tư gì thì ở nhà tôi tính muốn khẻo con giá này khẻo. Bây. Ví dụ như thế nào đi đêm nhiều bỏ vợ bỏ con ta tặng cho nó nữa. Chú bá là cứ mỗi lần thấy mình chụp hình ở đây cà phê hoặc là đi tìm bé duyên là chú bá lại gửi con hình con dao cho vợ mình đây mọi người. Ghê quá, ghê quá. Con này có thái thịt đúng chứ bác? Thái thịt đập hay lắm. Con này mày cầm mà rẹt. Ui chú bác, nó có cái này ở giữa để vậy nó muốn cầm cho cứng. À, có tưởng để nó lắc nó xoay. Không có, xoay được khi nào mà quấn sông to bự có nó xoay chứ. À vậy hả? Sông to nó có cái ngạnh ra đây mới xoay. Còn này đâu coi gì nó cầm mà nè. Nè. Đó. Ồ hay nhiều khi nó cầm vậy không chừng nè. Ghê quá, cầm dao. Có giống như là nó cầm có Lê Nguyễn, vợ Lê Nguyễn cầm lên. Nè. Nè. Mọi người ơi, cái cú này mà nó đâm từ bắn họng lên là đừng nói mà còn rau sống, đâm ngay khẩu, khỏi luôn. Mà cứ nó tự vệ, wow, đâm lên cho đỡ đi. Đỡ đi rồi đâu, đỡ đây, nó chụp cái tay, nó đưa vô đây luôn, nó chở, đỡ nó, wow. Nghe mấy em tự vệ, tao mặc thỉa, gặp nó, lại bố. Chú bá ơi, chú bá cầm con này đi không, hay con nào đi, chú bá... đâm tốc độ nhanh cho mọi người thấy được cái vận tốc như giờ cho cái này hả? Vâng, chú đứng xa con thẹo ha. Cái này cũng chi vào. Cái này ok ha. Nhưng mà đâm nó dở lắm. Chỗ nó cầm nè, nó có tạo cái tư thế ngón tay nằm đây nè. Nó đâm bự là sướng. Nó kéo xuống đâm cái tay là đâm nè, nó quấn giống như vịn xương vậy. Nó đâm đưa giò đây đá hả, nhức đẳng quyền đài, nhức đẳng hả? Mày đưa vậy. Đưa. Nó kéo lên vậy. Nó quéo về là đứt mẹ rồi, nó quéo về, nó đưa về lên đứt mẹ ra, còn đâu nó mà đỡ ông nội luôn. Đá vô một giá nó mà chạy cho lẹ đi. Đấy. Chạy nhanh mà trốn kỹ.
Vừa đến nhà chú Bá nay không kiểm tra bài võ đâu mọi người. Đến chú mang ra một cái ly này, mình cứ tưởng là ly trà, ai ngờ chú bảo mày uống đi, tao mới ngâm. Ai ngờ đây là rượu. Sao chú mang ba con dao ở đây bảo uống đi, không thì chọn đi. Mới đấy. Chọn đi nè, chọn nào mình cứ chọn đi. Quá ơn lạnh. Rồi, cảm ơn quý vị tất cả mọi người đã xem đoạn clip chia sẻ. Vui vẻ quá cho cháu mình nha.